Các quý vị nào yêu mến chương trình nhớ bấm cho Nguyên cái ngón tay cái để chương trình chúng ta có thể vượt qua được cái sự thuật toán kiểm duyệt của YouTube, mà Nguyên có thể đem rất là nhiều những bản tin sôi động ly kỳ và cho Nguyên chào lại tất cả các vị nào mới vào trong diễn đàn. Cập nhật cái bản tin ngày hôm nay mà được rất là nhiều người báo chí nhiều nơi họ đưa làm cái tựa đầu, đó là cái lời phát biểu của Putin nói về Bắc Hàn. Thì các quý vị cũng biết là cái phái đoàn của Nga 20 người đến ngày hôm qua ở tại Bắc Hàn, mà Nguyên cập nhật cho các quý vị. Rồi không phải chỉ có phái đoàn của Nga đâu, phái đoàn của Trung Quốc nữa. Rồi dự cái ngày lễ của Bắc Triều Tiên, rồi tàu ngầm thả xuống biển, rồi phô trương khí tài quân sự của Bắc Triều Tiên, trình diễn. Thì Putin cũng không có đi, Tập Cận Bình cũng không đi Bắc Triều Tiên. Nhưng mà ngày hôm nay thì Putin đã có những lời nói là tôi, Putin, đại diện cho đất nước Nga, chúng ta sẽ nâng lên cái tình đối tác với Bắc Triều Tiên tất cả mọi mặt. Wow! Ông ta nói là giữa Nga và Bắc Triều Tiên bây giờ nâng lên cái vấn đề đối tác tất cả mọi mặt. Có nghĩa là cả luôn mặt quân sự. Ông ta không nêu lên chi tiết cụ thể, nhưng ông ta công bố cho thế giới biết, ê, Kim Jong-un bây giờ là đồng minh của tao đó. Nghe, bé mập kia là của tao đó. Tụi bay vững mặt là tao đưa bé mập ra đó. Anh chơi là gì đó, nó trọi mở rồi tụi bay chết. Đó, ví dụ là như vậy. Thì ngày hôm nay, ông Putin đã dùng cái hình ảnh của Kim Jong-un để mà đe dọa của thế giới. Các vị cũng biết bây giờ ông khẳng định là giữa Nga và Bắc Triều Tiên chúng tôi đã nâng lên cái sự đối tác tất cả mọi mặt. Thì ông hù dọa chúng ta, ông không sợ. Chúng ta không sợ, các vị cũng biết là ngày xưa Nguyên sợ lắm. Mỗi lần mà Putin, ôi trời ơi, vũ khí hạt nhân, ai trên thế giới cũng sợ. Nguyên nói là người Pháp sợ lắm, mấy Pháp sợ lắm. Đan Mạch bà con, Đan Mạch là người Việt Nam nha. Nguyên nói là người Đan Mạch thì Nguyên tiếp xúc cũng không có nhiều lắm. Nên là Nguyên họ cũng sợ, nhưng mà không sợ bằng người Việt Nam. Người Pháp, trời ơi, Nguyên đi Pháp là Nguyên nghe người ta nói chuyện về chính trị đó, ai cũng sợ hết. Sợ vũ khí hạt nhân. Nó hăm dọa hàng ngày, nhưng mà ngày qua ngày, tháng qua tháng, tới năm, bây giờ Nguyên chai rồi, Nguyên không còn sợ nữa. Ngày xưa nghe nói vũ khí hạt nhân là Nguyên té đái luôn. Nhưng bây giờ mà, ủa, sao bữa nay không nghe ta buồn vậy ta? Sao bữa nay không ai hăm dọa vũ khí hạt nhân ta? Bữa nay ăn cơm thiếu thiếu gì đó. Nó thiếu đi cái hương vị, mà nếu không có ngày nào mà không có ai đe dọa vũ khí hạt nhân á, nó cảm giác thiếu cái gì đó các bạn ơi. Nên là dần dần nó bị chai luôn. Cái gan của Nguyên nó không có to hơn, Nguyên bảo đảm cái đó, mà nó bị chai luôn, nó không còn cảm giác. Chứ không phải là nó bự hơn cái gì hết, nó không là anh hùng gì hết. Nó chỉ là nó không còn cảm nhận được nữa khi bị đe dọa thường xuyên. Thì cái sự đe dọa của Putin nó không làm cho chúng ta sợ, thì bây giờ ông đem Kim Jong-un ra ông đe dọa. Chỉ thôi. Bây giờ ông thấy đe dọa của Nga nó không làm tác động cho cả thế giới, và thế giới phớt lờ sự đe dọa của Putin, thì bây giờ thì ổng nói, bây giờ tao với là Kim Jong-un là đối tác hết tất cả mọi mặt đó, tụi bay phải cẩn thận. Nhưng mà Bắc Triều Tiên thì chưa có lên tiếng bất cứ một cái gì cả. Trong Nguyên nói, phía bên Bắc Triều Tiên, chính phủ Bắc Triều Tiên vẫn chưa có lên tiếng. Nên cái điều đó thì chúng ta chưa biết là cái sự việc đối tác giữa Nga và Bắc Triều Tiên nó đã nâng lên tới mức độ nào. Và tại sao nếu nâng lên, tại sao họ không công bố chính thức? Thường á, là họ sẽ công bố chính thức nếu họ liên minh về quân sự, để cho thế giới biết và đồng minh của họ biết ai là đồng minh, ai là kẻ địch. Nếu mà theo lời nói của Putin là mọi mặt đều tăng lên maxi là tối đa, thì tại sao không có công bố chính thức là giữa Bắc Triều Tiên và Nga là liên minh về quân sự? Có nghĩa là ai đụng đến Nga là Bắc Triều Tiên tham chiến, ai đụng đến Bắc Triều Tiên là Nga tham chiến. Nhưng không có công bố cụ thể, nên chúng ta vẫn chưa rõ đây có phải là Putin đang lợi dụng sức mạnh và hình ảnh của Kim Jong-un, dùng mỡ của Kim Jong-un mà đe dọa chúng ta hay không, thì chúng ta chưa biết các quý vị. Nguyên chưa nhận được bất cứ một bản tin nào của Bắc Triều Tiên thừa nhận cái điều này cả, và chỉ có nghe Putin công bố ngày hôm nay và nhiều tờ báo đã chia sẻ như vậy. Đó là bản tin liên quan đến Putin mà Nguyên muốn chia sẻ cùng cô chú và anh chị em. Ngoài ra liên quan đến đất nước Nga nữa, sau khi cái đất nước Armenia là một cái quốc gia đồng minh của Nga đã quay lưng 360 độ, hoàn toàn trở mặt với Nga qua nhiều hình thức. Hình thức thứ nhất là sáp nhập vào tòa án quốc tế. Hình thức thứ hai là tập huấn luyện quân sự với Hoa Kỳ. Hình thức thứ ba
là viện trợ nhân đạo cho Ukraine, có nghĩa là đã hoàn toàn bỏ Nga đi theo Mỹ. Đó, nói chung chung là như vậy. À, có nghĩa là bây giờ, ôi anh Nga, em không thấy anh xong rồi anh Nga ơi. Em thấy anh giống như là chiếc tàu Muska vậy đó, Titanic vậy đó, nó sắp chìm rồi. Em thấy anh sắp chìm rồi nên thôi em giữ một khoảng cách với anh, em không chơi với anh nữa. Ok? À, em không chơi với anh nữa, em đi bắt tay với ông Mỹ. Thì ngày hôm nay thì lãnh sự quán của Armenia đã bị triệu hồi ở tại Điện Kremlin và cho rằng cái hành động của Armenia đã trở thành một hành động thù địch, khi đó Armenia là đồng minh quân sự với Nga. Đó, dạ. Nên là thì bây giờ không biết ông Nga ổng sẽ đối xử với Armenia trong những ngày kế tiếp như thế nào, và giữa Armenia và Nga nó sẽ đi đến một cái căng thẳng đến đâu, và Armenia có thể quay lưng và có thể hỗ trợ cho Ukraine về khí tài quân sự hay không là một cái câu hỏi. Trong khi nói là Armenia là một cái quốc gia họ có nhiều vũ khí Liên Xô cũ, vì cuộc chiến tranh của họ gần đây nó còn chưa nó cách đây lâu, nó mới vừa chấm dứt cuộc chiến tranh đất nước của họ không lâu, nên là vũ khí cũ họ có khá nhiều. Và hiện bây giờ thì họ chưa có viện trợ cho Ukraine, nhưng mà Nguyên nghĩ là nếu mà họ đã quay lưng hoàn toàn với Nga mà bắt tay với Hoa Kỳ thì cái số lượng vũ khí cũ của họ, Nguyên nghĩ là họ sẽ gửi cho Ukraine. Hay là họ không gửi trực tiếp mà họ sẽ gửi âm thầm, cũng giống như là Trung Quốc đang viện trợ cho Nga vậy. À, Trung Quốc viện trợ cho Nga nhưng không bao giờ công bố. Thì có thể là Armenia họ cũng sẽ làm tương tự như vậy. Họ sẽ viện trợ vũ khí cho Ukraine nhưng không bao giờ chính thức nêu lên. Nên là cái điều này thì Nguyên cũng không biết. Nhưng bữa nay thì lãnh sự quán của Armenia đã bị triệu hồi. Nguyên đã nói là bây giờ các quý vị để ý đi. Những quốc gia mà đồng minh của Nga, cho Nguyên nhắc vài quốc gia mà các quý vị quen thuộc ha, trừ ông Belarus ra là còn chung thủy với Nga thôi, trừ Belarus, Kyrgyzstan, 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 nói chung chung là mấy ông tăng, Pakistan rồi đó, mấy ông tăng, không có ông nào bây giờ đứng về phía Nga hết. Ông nào cũng nói là tôi không có tham chiến, tôi không viện trợ, tôi không ủng hộ và tôi không làm gì hết. À, chuyện của ông là chuyện của ông. Khi lúc đó họ là đồng minh với Nga. Đúng ra theo hiến pháp mà đồng minh, Nga bị tấn công mấy ngày hôm nay, máy bay không người lái vào lãnh thổ của Nga, Nga bị tấn công hạ tiễn trên cây cầu, họ phải là người tham chiến cùng Nga. Nhưng họ không bao giờ có làm. Họ không bao giờ có làm điều đó. Điển hình cụ thể gần nhất đây nha, đất nước Kyrgyzstan, các vị biết là người dân nổi loạn, thì Putin đã gửi lực lượng quân đội để hỗ trợ. Thí dụ là như vậy, có nghĩa là họ đồng minh quân sự, chuyện gì xảy ra trong đất nước là họ gửi binh sĩ đến để mà bảo vệ cho nhau. Nhưng cuộc chiến tranh tại Ukraine thì là không. Họ giữ khoảng cách với Nga đến mức độ đó. Khi lúc đó đất nước Nga đã bị tấn công thường xuyên, bây giờ trời ơi, Moscow là tấn công Nga ăn cơm bữa. Bây giờ thủ đô Moscow ngày nào các quý vị nghĩ là 1-2 ngày là nghe chúng tôi đã ngăn chặn 3 cái máy bay không người lái, tỉnh thành này 4 máy bay không người lái, ăn cơm bữa. Bây giờ đất nước Nga chỗ nào nó cũng nổ hết. Ngày hôm qua có nhiều, bây giờ nó thường xuyên viết Nguyên làm biến cập nhật. Ngày xưa các quý vị vui lắm, lâu lâu mình có một cái bản tin, ôi trời Nga nổ rồi. Nguyên khoái cập nhật lắm, vì chuyện nó rất là hiếm hoi. Cái chuyện mà ngày xưa mà lâu lâu có một chiếc máy bay không người lái tấn công vào trong lãnh thổ của Nga, thôi trời ơi, mình quýnh, mình chạy, mình đua tin liền, mình đưa tin liền, nó hot lắm. Nhưng bây giờ chẳng ai thèm nghe hết. Vì sao? Vì bây giờ tỉnh thành nào cũng Nga cũng nổ hết. Ngày hôm qua thì đã nổ ở tại nơi, ở khu vực miền Nam, ở nơi cái nơi văn phòng chỉ huy ở San Esapua cũng bị đốt cháy nổ, không biết lý do nào, chỗ nào nó cũng nổ hết. Mà không phải chỉ Ukraine tấn công không, chính người dân Nga tự đốt, tự nổ. Họ phản bác Putin, họ làm những sự việc đó. Nên là bây giờ cái vấn đề đất nước Nga nó không còn có bất cứ một cái nơi nào là trật tự an ninh nữa. Và chính thức người dân Nga đã cảm nhận là đất nước họ bị chiến tranh và đe dọa. Khi lúc đó thì đồng minh của Nga không có bất cứ quốc gia nào lên tiếng hỗ trợ hay là ủng hộ hết. Họ đều im lặng. Họ đều im lặng. Cho Nguyên nói điển hình không ai xa lạ nha. Chechnya. Tướng lãnh Chechnya mà kêu là diều hâu nhất hỗ trợ cho Nga đánh chiến tranh, các quý vị cũng biết rồi đó. Các quý vị bây giờ còn thấy ổng không? Cái ông mà thường xuyên xuất hiện trong những ngày đầu cuộc chiến
Khi ông bệnh, ông trở về, bây giờ các quý vị có nghe tới lực lượng Chechnya không? Cả luôn lực lượng Chechnya họ không có viện binh cho Nga nữa. Và họ viện một cái lý do là tại trong cái địa phương họ quản lý đang có khủng bố và có thể có binh biến, nên là họ giữ binh sĩ của họ để củng cố cái sự an ninh ở khu vực. Chính bản thân của họ còn không hỗ trợ cho Putin. Nên nói chung chung là trạng thái của đất nước Nga đang ở trong giai đoạn khá là suy yếu, và đồng minh của Nga họ không đứng về phía Nga nữa. Đó là bản tin để cho các vị biết là những cái tình hình cuộc chiến. Nói chung mình mở cái này. Tình hình cuộc chiến nó đang ở trong một cái giai đoạn mà Nga đang vô cùng yếu thế, và Nga đang bị một sự tẩy chay từ trong nội bộ của mình, từ trong đồng minh của mình. Vì người ta rất là không quan ninh. Vì sao? Nó đơn giản là nếu một ngày nào đó bây giờ ủng hộ Nga tấn công vào Ukraine thì mai mốt Nga có thể tấn công vào lãnh thổ của họ. Vì nếu theo cái gì mà Nga nói về lịch sử thời Liên Xô cũ thì những quốc gia này đều là nằm trong cái khối Liên Xô cũ hết. Thì Nga có thể lợi dụng đó mà tấn công bất cứ quốc gia nào cũ trong Liên Xô cũ. Và cái điều đó là họ rất là sợ. Nên là cái vấn đề tấn công vào Ukraine, và họ không dám lên tiếng vì bởi vì họ trong liên minh với Nga, nhưng thực tế họ không muốn điều đó. Thì trong cái bối cảnh mà đang khốc liệt thì ngày hôm nay các quý vị cũng biết là hai cái thủ đô đều bị tấn công, đó là thủ đô Kiev và thủ đô Moscow. Chúng ta nói về Kiev trước. 10 giờ sáng thì cái thủ đô Kiev tiếng còi đã vang lên. Tiếng còi đã vang lên các cô chú và anh chị em. Và nhiều chiếc máy bay không người lái và hỏa tiễn đã tấn công vào thủ đô. Cái may mắn thay là phần lớn là những cái hỏa tiễn và những máy bay không người lái thì cái nhờ cái hệ thống phòng không của Ukraine đã ngăn chặn hoàn toàn. Chỉ một cái số mảnh vỡ, khi những mảnh vỡ máy bay không người lái nó rớt xuống, nó đã làm trái một cái bệnh viện trẻ em ở tại Kiev ngày hôm nay. Có nghĩa là một cái sự thiệt hại nó cũng không quá đáng kể. Còn tại đất nước Moscow thì theo những gì mà báo cáo của Nga nói cho chúng ta biết là ngày hôm nay thì có hai chiếc máy bay không người lái đã tấn công vào thủ đô. Và Nga đã ngăn chặn, nhưng đó là những gì Nga nói. Và theo những hình ảnh cụ thể và do nhân chứng và theo báo chí của phương Tây ở tại Moscow họ phỏng vấn người dân thì họ đã nghe một cái tiếng nổ rất là lớn. Rất là lớn. Và có khói bốc lên ở tại thành phố. Và hiện bây giờ hình ảnh thì chưa được loan tả. Bây giờ Nga không muốn loan tả bất cứ những hình ảnh liên quan đến cuộc tấn công của Ukraine nữa. Putin đã ban lệnh khẩn là từ nay sắp tới về cái cuộc tấn công của Ukraine vào trên lãnh thổ của Nga. Bớt nói, bớt hình ảnh, càng không nói càng tốt. Vì Putin đang rất là sợ cái sự hoang mang của người dân Nga. Vì hiện bây giờ người dân Nga họ không còn sấy hòa bình nữa. Những ngày đầu cuộc chiến thì họ cảm giác không liên quan đến mình. Bây giờ ai cũng teo hết. Một tuần vừa qua thì thủ đô ngày nào cũng bị tấn công hết. Số lượng không nhiều, vài chiếc máy bay không người lái, nhưng một tuần vừa qua thủ đô không có ngày nào được yên bình hết. Tất cả những nơi trụ sở, cả luôn điện Kremlin, bây giờ cái chỗ nào cũng teo hết. Chỗ nào cũng teo hết các quý vị, chỗ nào bây giờ cũng sợ hết. Sợ hết. Nên là bây giờ thì cái người dân Nga bắt đầu họ cảm nhận được là đất nước đã chiến tranh. Chứ ngày xưa không, chiến dịch đặc biệt. Ôi, chiến dịch đặc biệt thôi. Nó là chiến dịch đặc biệt mà. Đâu có chiến tranh. Nhưng bây giờ thì khác. Bây giờ thì Ukraine không còn do dự để mà đáp trả Nga. Đặc biệt là nhắm thẳng vào thủ đô. Để cho Nga biết rõ được cái sự việc nó như thế nào. Ngoài cái nơi mà Nga tấn công thủ đô thì cái đảo Crimea là cái đảo mà Nga tấn công nhiều nhất. Cái lý do mà Nga tấn công đảo Crimea bởi vì nó là cái nơi hậu cần, là cái nơi chứa vũ khí, là cái nơi giúp đỡ lương thực, vũ khí vân vân và vân vân. Trong em cảm ơn Mạnh Thường Quân đã hỗ trợ chương trình, cảm ơn sự yêu mến của các quý vị. Thì đây là các quý vị cũng biết là đó là một cái chủ đề mà chúng ta thấy rõ được cái sự việc mà nó xảy ra như vậy, là cái nơi nó quan trọng, nên là Ukraine họ tấn thường xuyên hơn, nhiều khi một ngày họ tấn 20 chiếc máy bay không người lái và họ đạt được rất là nhiều thành quả, đặc biệt là họ ngăn chặn những cái cầu để mà vận chuyển hàng hóa ở tại đảo Crimea vào đất nước Ukraine.
Thì hiện bây giờ hai bên đang có sự chuẩn bị hậu cần. Thì cái tin vui ngày hôm nay, nếu mà Tổng thống Joe Biden thông qua được ở tại Quốc hội thì có 24 tỷ là cái số tiền rất là lớn cho Ukraine. Đặc biệt là Ukraine chuẩn bị cuối tuần này nè, ngày mai, ngày mốt thì sẽ có cái gói trợ cấp đến từ Mỹ 6 tỷ 2. Mà khi tính toán của Mỹ đã sai phạm thì sẽ gửi cho Ukraine với cái giá trị 6 tỷ 2. Tất nhiên là cái gói trợ cấp mà Tổng thống Joe Biden mới vừa nêu lên là 24 tỷ, trong đó có quân sự và mình kêu là kinh tế. Thì cái lý do mà Mỹ làm như vậy thì các quý vị biết là Mỹ nói cái gì không? Cho thêm một lần nữa cho Nguyên cảm ơn Mạnh Thường Quân mới vừa hỗ trợ chương trình. Các quý vị biết là phía bên chính phủ họ nói gì không? Họ nói là tôi gửi đợt này cho Ukraine cái lý do chính là cái chúng tôi muốn khẳng định với Nga, với Trung Quốc là cái lập trường nhất trí của chúng tôi mãi mãi hỗ trợ Ukraine dù cái hoàn cảnh nào, dù Ukraine các anh tấn công bao nhiêu đi nữa, chúng tôi cũng sẽ không buông bỏ. Các anh muốn đánh bằng tiền thì chúng tôi sẽ đánh với anh bằng tiền. Và cái 24 tỷ này để gửi thông điệp cho các anh hiểu. Đây là một cái lời phát biểu của phía bên tòa Bạch Ốc khi họ đưa ra cái đề nghị là hỗ trợ 24 tỷ và họ có kèm ra đây là cái thông điệp họ gửi thẳng cho Nga và Trung Quốc. Thì Nguyên cầu mong là cái đường hướng của Tổng thống Joe Biden nó sẽ đạt được thành quả cho Ukraine, vì chúng ta mong đợi Ukraine có thể thoát ra khỏi cái sự kèm kẹp cuộc tấn công tàn bạo của Nga trong thời gian gần đây. Và bây giờ thì cái thủ đô hai cái bị tấn công thì cho Nguyên cập nhật cho các quý vị tình hình ở tại Biển Đen như thế nào. Theo một nguồn tin cho biết, hiện bây giờ Ukraine đang chuẩn bị đưa ra một cái kịch bản, chuẩn bị sẽ có một cái cuộc tấn công vài ngày nữa ở tại Biển Đen trong một cái quy mô vô cùng lớn. Sau khi một số lượng binh sĩ của Ukraine đã trà trộn qua sông Dnipro và họ đã tấn công thành công vào căn cứ quân sự chỉ huy của Nga ở tại Kakhovka. Và hiện bây giờ họ đang trà trộn ở tại nơi đó và họ chuẩn bị đưa ra một cái kế hoạch để dẫn hướng, dẫn đường để cho bảo vệ khu vực Biển Đen. Và theo một nguồn tin cho biết là sẽ có cái cuộc phản công mạnh mẽ của Ukraine ở trên mặt biển khi tình hình cái hợp đồng ngũ cốc nó đang bị ngăn trệ và Putin vẫn chưa quay trở lại. Tuy rằng gần đây thì các quý vị cũng biết là ông Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ ông nói tôi có cuộc điện thoại với Putin và hình như Putin đã sắp sửa quay trở lại cái hợp đồng ngũ cốc. Thì đó là những gì mà ông Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ ổng nêu lên là cái niềm tin ổng nghĩ rằng là Putin sẽ có xu hướng đó. Nhưng tạm thời hiện bây giờ chưa thấy cái dấu hiệu nhạt, kêu là hạ nhiệt. Và cái cuộc giao tranh ở tại Biển Đen nó đang khốc liệt. Và Biển Đen phải đánh mạnh. Giống như cái lời phát biểu của Tổng thống Zelensky là gì? Đánh chìm hết. Đánh chìm hết. Mà Nguyên tin cái điều đó. Nguyên tin mãnh liệt cái điều đó. Là những cái khu trục hạm của Nga sẽ tổn thất nặng nề trong những ngày kế tiếp. Ngoài ra thì có một bản tin đồn tin đoán ở tại Ukraine mà cho Nguyên khẳng định là chưa có xác nhận, là Tổng thống Zelensky đang muốn thay đổi Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Cái bản tin này là cho Nguyên nói chưa có được xác nhận nha cô chú anh chị em. Cái lý do mà Tổng thống Zelensky muốn thay đổi Bộ trưởng Bộ Quốc phòng là bởi vì sau 2 tháng phản công thì cái sự tiến bộ của Ukraine nó đang bị rất là chậm. Và bởi vì cái sự chậm trễ này thì muốn thay đổi cái người chỉ huy để có một cái xu hướng đường lối mới mẻ hơn. Thì đó là những cái gì mà phía bên tin đồn, tin đoán. Bên Nga thì họ nói là bởi vì nội bộ lục đục giữa Ukraine và với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng với cái quan điểm không giống nhau, với cái đường lối chiến sách nó không giống nhau, nên là nó đã dẫn đến cái sự việc này. Cái điều này thì đối với Nguyên, cho Nguyên nói một cách công tâm nha, thì Nguyên thấy là nên thay đổi Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Đối với Nguyên, Nguyên thấy là nên thay đổi Bộ trưởng Quốc phòng. Cái điều là Nguyên không đánh giá ông ta là dở hay là giỏi. Cái điều là Nguyên thấy cái sự gắn bó giữa ổng và quân đội nó không có nhiều. Cái điều đó là Nguyên đánh giá thấp ổng. Thí dụ là ổng không có nơi, ổng không đi đến chiến trường. Có thể nói là Tổng thống Zelensky đi đến chiến trường nhiều hơn ổng. Đúng ra cái trách nhiệm của ổng là phải đi sát với binh sĩ, đi đến những cái nơi nguy hiểm. Đi đến những cái nơi nguy hiểm mà Nguyên không thấy ổng đi. Nguyên chỉ có thấy Tổng thống Zelensky là người đi nhiều hơn. Tham mưu trưởng có đi. Ông tham mưu trưởng của Ukraine có đi. Tổng thống Zelensky ông ta đi thường xuyên, ông ta xuất hiện thường xuyên ở nơi nguy hiểm. Nhưng mà Bộ trưởng Quốc phòng ít lắm.
ít lắm. Phần lớn là ông ta nên là Nguyên thấy cái nó gần gũi binh sĩ, các vị có biết mà, ngồi ở trong văn phòng nó không có hay bằng chúng ta đến sát với binh sĩ, để chúng ta bận tâm với binh sĩ, thúc đẩy binh sĩ thì cái sĩ khí quân đội nó mới tăng cao. Thì đối với cái mặt này thì Nguyên thấy hơi yếu. Mà nếu mà nói về cái mặt tổng quát về điều hành 1 năm 6 tháng vừa qua thì ổng cũng không tệ. Ổng cũng không tệ. Chỉ là cái mặt này là Nguyên thấy ổng thiếu sót. Và đặc biệt là trong cái giai đoạn mà 2 tháng từ ngày 4 tây tháng 6 tới giờ phản công mà chưa đạt được cái thành quả lớn thì phải nên xem xét có nên đổi lại để thay đổi chiến lược hay không. Vì mỗi ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đều có những quan điểm đường lối phản công nó không giống nhau. Và với những cái đường lối chính trị nó có thể thay đổi cái cuộc vẹn như bây giờ. Đó là bản tin liên quan đến tin đồn nha. Nó chưa có xác thực nha cô chú và anh chị em. Nó chưa có được xác thực nên các quý vị. Và một bản tin để cho các quý vị biết là hiện bây giờ đất nước Mỹ đang gặp những cái sự khó khăn để hỗ trợ Ukraine, đó là vấn đề đạn dược. Hiện bây giờ cái vấn đề đạn dược, cái khó khăn nhất đó là cho những cái pháo đài của Mỹ. Vì cái pháo đài của Mỹ, đạn dược pháo đài đó là là cái loại đạn 155mm, là loại mà đạn dược cho pháo đài của Mỹ, của NATO nói chung, Pháp, Đức nó đều dùng đạn dược giống nhau. Vì NATO họ thống nhất một loại đạn thì kích cỡ đạn là thống nhất. Thì hiện bây giờ đó Mỹ đã tăng cường sản xuất. Và bây giờ Mỹ bắt buộc phải tăng cường nữa vì không đủ, không có đủ. Vì phía bên Ukraine họ mới nói là chúng tôi đang yếu thế về vấn đề đạn dược của Nga, đặc biệt là mấy ngày gần đây. Cái số lượng của Nga tấn công áp đảo về số lượng đạn dược và chúng tôi cần nhiều hơn. Thì phía bên Hoa Kỳ họ đã tăng cường, mà bây giờ tăng cường thêm nữa. Theo cái báo cáo của Bộ Quốc phòng của Hoa Kỳ cho biết, thì ngày bắt đầu từ tháng tới, họ sẽ cố gắng tăng cường cái sản xuất lên 80.000 viên đạn một tháng. Có nghĩa là một tháng họ có thể sản xuất tối đa, hiện bây giờ khi lúc họ tăng cường 3 lần, lần thứ 3 họ tăng lên rồi đó, là một tháng họ chỉ sản xuất được 80.000 viên đạn thôi. Mà các quý vị biết là 80.000 viên đạn này Ukraine họ xài bao nhiêu ngày không? Đố các quý vị là trong, nếu mà là cho Ukraine 80.000 viên đạn này, Mỹ phải dùng một tháng, nguyên cả nước Mỹ, nước lớn như vậy, họ sản xuất một tháng, họ sản xuất 80.000 viên đạn. Các quý vị biết là viện trợ cho Ukraine họ sử dụng được bao nhiêu ngày? Đúng vậy, các bác hay quá ta. Hai ngày các quý vị. Hai ngày. Đúng các quý vị, hai ngày. Chính xác con số là hai ngày. Họ chỉ sử dụng trong vòng chỉ có 2 ngày thôi, chứ không phải là 10 ngày gì hết. Nguyên dùng chữ ngày là các quý vị biết rồi đó. Các quý vị phải hình dung là đạn dược nó bắn cỡ nào. Tại sao người ta kêu là đất nước Ukraine nó bình địa là như vậy? Hai bên đều bắn giống nhau như vậy. Không có bên nào yếu hơn bên nào hết. Nguyên nói là bây giờ là cả toàn liên minh NATO 31 quốc gia sản xuất không kịp cho Ukraine bắn. Các bác nói đúng 2 ngày hết rồi, Nguyên thấy có nhiều câu bác trả lời đúng, chính xác là 2 ngày. Thì các người biết là nó không kịp cho Ukraine bắn, nó tới mức độ đó. Các vị phải hình dung là cả 31 quốc gia, những cái quốc gia có sản xuất vũ khí, đạn dược mà còn phải đi mua của Bắc Triều Tiên, xin lỗi, một của Nam Hàn, phải có nhiều quốc gia khác để mà hỗ trợ kèm, mà cũng không kịp. Cũng không kịp cho Ukraine họ bắn. Và Nga họ bắn con số tương tự giống nhau như vậy. Thì bây giờ Nguyên nói á, cái vấn đề mà kêu là sản xuất vũ khí ngày hôm nay đó, đó là một cái thị trường béo bở. Thị trường béo bở. Khi lúc đó nước Mỹ họ phải cần một tháng, Ukraine chỉ sử dụng 2 ngày. Nên tại sao các quý vị biết đây là một cái thích thắc và sự khó khăn cho liên minh NATO chưa bao giờ có? Để là đây cũng là một sự yếu kém. Là bởi vì trong một thời gian quá dài sau cái đệ nhị thế chiến, thì mấy ông NATO không còn nghĩ chiến tranh nữa, nghĩ là thế giới sẽ không còn có cuộc chiến tranh nào lớn hết. Chúng ta không cần tích trữ vũ khí, chúng ta không cần sản xuất vũ khí, chúng ta không cần giữ trữ vũ khí để làm cái gì? Các quý vị biết làm cái gì? Nhưng bây giờ đụng chuyện một cái không có đủ, thấy rõ là không có đủ. Các cô chú anh chị em biết là đất nước Pháp của Nguyên, một cái quốc gia khí tài quân sự mạnh như vậy, thì nước Pháp là nằm trong 10 quốc gia hàng đầu khí tài quân sự của thế giới. Nước Pháp đó nằm trong cái 10 quốc gia hàng đầu khí tài quân sự của thế giới.
nhiều năm là hạng thứ 6, nhiều năm là hạng thứ 7. Ông Pháp của Nguyên á, nếu mà bắn đạn giống như là Ukraine đang bắn với Nga vậy nè, giống như Ukraine đang đánh với Nga vậy nè, ông Pháp với Nguyên, một mình ông Pháp thôi nha, nếu mà đối đầu với Nga mà đang bắn với Nga như vậy thì ông Pháp cầm cự được 15 ngày đạn dược. Sau 15 ngày đạn dược thì ông Pháp không còn một viên đạn nào hết. Người ta thống kê cho biết người ta nói chết rồi. Nếu mà đất nước chúng ta không phải là Ukraine mà chúng ta đối đầu với Nga và chúng ta không có viện trợ nào cả, không có ông bà nào giúp đỡ chúng ta hết, thì chúng ta có bao nhiêu đạn dược để đối đầu với Nga với con số mà Nga và Ukraine đáp trả? Thì ông Pháp ổng thống kê hết, ổng chỉ có 15 ngày thôi các quý vị. Sau 15 ngày là ổng quýnh ta đôi. Ổng không còn súng nữa thì ổng quýnh ta đôi thôi. Đó, thì các quý vị biết là cái kho vũ khí của NATO nó ít cỡ nào. Để cho các quý vị hình dung ra được là cái kho vũ khí của NATO nó ít cỡ nào. Nó không có nhiều. Vì từ đó tới giờ người ta không có dự bị chiến tranh. Tại sao Nga có nhiều vũ khí? Vì Nga có cái kho cũ, tồn kho cũ. Cái thời Liên Xô cũ, Nga có cái kho cũ rất là to. Cái đồ mà kêu là cái đồ tồn kho Nga còn. Nga nhờ là Nga là có là cái cách đây là mấy chục năm về trước, cái kho tồn kho của Nga nó còn lớn và Nga đang sử dụng cái tồn kho đó. Còn mấy cái ông phương Tây á, là những cái vũ khí cũ là ông bỏ rồi hay là ông bán đâu hết trơn rồi. Tới bây giờ đụng chuyện mấy ông không có vũ khí. Nói chung chung là như vậy. Nên là bây giờ nước nào cũng đang chạy đua với cái cách là sản xuất đạn dược để phù hợp và để chuẩn bị cho cái kịch bản xấu nhất trong những ngày kế tiếp. Thì họ mới đầu tư, họ đầu tư tới mấy chục tỷ để mà xây nhiều hãng xưởng trên cả toàn cầu để mà hỗ trợ tối đa về vấn đề đạn dược và quả tiễn. Đó là bản tin liên quan đến đạn dược. Và bây giờ thì cho Nguyên cập nhật chia sẻ cùng cô chú anh chị em cái sự và tấn công của Nga vào thành phố Zaporizhzhia và đã làm cho một số người là 4 người thiệt mạng, 20 người đã bị thương. Thì ngày hôm nay Liên Hiệp Quốc đã lên tiếng. Liên Hiệp Quốc là cho rằng là cái cuộc tấn công của Nga nó vô cùng tàn bạo. Nó vô cùng tàn bạo. Cuộc tấn công của Nga như thế này như thế kia. Nhưng nó thực tế á, trời ơi, đừng có nói là cái khách sạn, bệnh viện, cái nơi giữ trẻ, cái nơi dưỡng lão, sơ thị, chỗ nào mà Nga bỏ đâu. Đừng có nói là khách sạn là còn chuyện nhỏ. Những cái nơi mà hoàn toàn biết chắc chắn là không có một cái binh sĩ nào hết, Nga đều tấn công. Cái thống kê vừa qua các quý vị, cái đáng buồn nhất là không có một cái bệnh viện nào của Ukraine không bị bom đạn bắn trúng hết. Tất cả bệnh viện, tất cả tỉnh thành của Ukraine đều đã từng bị bom đạn của Nga bắn trúng. Lý do tại sao mà Nga nhắm vào bệnh viện, các quý vị biết tại sao Nga nhắm mà vậy nè? Không phải lạc đạn đâu, Nga khôn lắm, lạc có móc xì với lạc. Cái bệnh viện nó chả bá lửa như vậy mà lạc cái chỗ nào. Nó là một cái nhà cao tầng. Cái bệnh viện nó đâu phải là cái bệnh viện hóc bà tó giống như ở Nguyên nhà Nguyên ở rồi đó. Cái này mới kêu là hóc bà tó nè. Còn cái bệnh viện người ta cao gần 20-30 tầng thì làm gì mà bắn hụt được. Cái lý do là gì? Nếu Ukraine vấn đề y tế bị tiêu hủy thì một binh sĩ bị thương sẽ không hồi phục được. Một binh sĩ bị thương sẽ không hồi phục được. Mà binh sĩ không hồi phục được là mất một binh sĩ. Còn nếu một binh sĩ mà được chữa trị thì nó nghỉ mệt, một tháng sau nó quay trở lại chiến trường rồi. Nên là Nga tính đường dài là tiêu diệt y tế. Cứ bệnh viện là nhắm bắn, cứ bệnh viện là nhắm bắn. Vì anh không có thiết bị, mà bác sĩ không có thiết bị y tế làm sao trị bệnh. Đó, cứ vậy thôi. Mà cái điều đó là cái điều tàn nhẫn. Vì đâu phải binh sĩ cần trị bệnh, người già cũng cần trị bệnh, người bệnh cũng cần trị bệnh, chứ người khỏe trị bệnh làm gì? Hợp lý không các quý vị? Đó, thì cái vấn đề mà người dân thường ai cũng cần trị bệnh. Và đánh vào y tế là đánh một cái đòn rất là đau cho Ukraine. Rất là đau. Vì binh sĩ Ukraine rất là khó khăn để mà có thể được trị bệnh. Và đó là một cái đòn tàn nhẫn của Putin. Đó là Nguyên thấy là cái tàn nhẫn nhất trong cái thời gian vừa qua mà người ta thống kê cho biết. Nên là vấn đề mà lên án, thực tế lên án với Nga nó hoài không hết. Với cái tàn bạo của Nga mình muốn nói là nó hoài không hết, không bao giờ hết cả. Và bây giờ chúng Nguyên cập nhật cái bản tin cuối cùng chia sẻ cùng cô chú và anh chị em. Đó là cái bản tin liên quan đến cái sự trà trộn của Ukraine vào đất nước Nga. Và theo lính đặc công, Nguyên phải dùng cái câu giống Việt Nam gọi là đặc công, nó là lính đặc biệt đó.
Theo nguồn tin cho biết, lính đặc công, một cái nhóm tổ chức đặc lính đặc nhiệm của Ukraine đã tiết lộ trên tờ báo của Hoa Kỳ, đó là tờ báo New York Times, thì họ cho rằng là họ đã trà trộn thành công qua từng nhóm nhỏ